Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel mình nha. Hôm nay channel mình thực hiện một cái món đó là mắm cá đồng nha các bạn, hay là người ta còn gọi là thinh tông nha các bạn nhé. Đây là nguyên liệu, những nguyên liệu mình đang chuẩn bị đó là hành, ớt với sả. Đây là những gồm gia vị đó, đường với bột ngọt nha các bạn. Gia vị rất đơn giản, chỉ có bột với đường ngọt thôi. Dạ, ăn kèm với trứng nữa nha các bạn. Đây là một nước, sau khi mình làm xong mình sẽ bưng lên, mình bỏ vào và mình đun khoảng cho nó nóng lên khoảng 5 phút để cho nó diệt khuẩn á các bạn. Bắt đầu tiến hành nha các bạn. Ok. Mình bỏ một chút gia vị nha các bạn nhé. Một chút đường với một chút đường ngọt thôi. Đối với món cá đồng này thì thank you.
Thế là mình đã thực hiện được một cái món, đó là món cá đồng nha các bạn. Rất ngon luôn rồi.